Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tấn Châu. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề cách tìm ra nguyên nhân và khắc phục cái bệnh cây mai bị lá me nha các bạn, lá nhuyễn á. Thì cái vấn đề này là rất là nan giải của các nhà trồng cây mai ha. Cho các bạn xem lại cây mai của mình nè, cây này bị lá nhuyễn ha. À, bạn thấy lá nhuyễn nhỏ như thế này nè, mà nay lá nó to này ha. Da cơ đọt lá nó to này nè. Thì nguyên nhân của cây này là nó bị nấm rễ ha. Nấm do sử dụng phân gà nén. Bạn thấy lá nó ra. Cây này mình làm clip rất là nhiều về cây mai si và cây mai lá nhuyễn nè, nay mà không biết ha. Đó, nay nó khắc phục đã đỡ ha. Nè bạn thấy nè, da lá ha, ngon lành rồi ha. Đó, lá nó bự rồi. Rồi, cái trường hợp mà cây mai bị lá me này gặp rất là nhiều ở cây mà mình đang trồng. Và những cái cây phôi mà mình mới ghép cũng vậy luôn ha. Mình sẽ phân tích kỹ về vấn đề này. Đây mình có cái cây tứ quý này nè, cây này cây phôi ha. Bạn thấy khi mà phôi mình đem về mình trồng nó cũng ra hiện tượng da lá me ha. Thì cái hiện tượng này là do cái cây phôi của mình á là bứng lúc mà cây nó đang ra chồi non lá non ha. Thì bạn biết cây mà đang ra chồi non lá non á thì nó là nhựa loãng nha bạn, nhựa loãng. Thì lúc đó là đồng thời nó nhựa loãng mà đồng thời lúc đó nó chưa tích trữ được nhựa nhiều nữa, nên khi về mình xả thầm thành phôi như thế này nè, thì nó bạn biết khi mà nó chồi non nhá, lá non này nó ra là nó ra nó lấy trữ nhựa của trong cái phôi này nó ra. Mà mình làm như vậy mình bứng lúc cây mà bị lá non á thì nhựa nó loãng rồi, lại thiếu nhựa nữa, nên nó sẽ không có đủ nhựa để mà đâm chồi và tạo lá. Nên lá nó nhỏ nhuyễn như thế này nè ha, bạn thấy không? Đó là trường hợp cây phôi. Với mình khuyên các bạn là khi mà bứng cây phôi á thì nên bứng lúc mà lá mai nó già và lúc mà cây trữ nhựa nhiều nhất. Thì lá mai nó già có nghĩa là cây nó không có lá non tròn non á ha. Như cây nha, trước mắt các bạn nè, cây mà đang già lá non tròn non như thế này nè, bạn bứng ha, bứng thành phôi, bứng phôi á, bứng mà làm cây phôi á, thì bảo đảm là nó si nó ra lá me như thế này nè. Đó, anh thấy à, có thể là nó không ra luôn, không đâm được luôn. Nên khi bứng cây là không được bứng lúc mà cây đang ra lá non tròn non như thế này ha. Bứng lúc cây này, lá nó như thế này nè, lá nó sậm lại hết như thế này. Và bứng tốt nhất đó, là bứng lúc mà tháng 12 các bạn. Lúc đó cây mai nó trữ nhựa trong thân rất là nhiều, nhựa đặc không các bạn. Và lúc đó cây nó cũng không có tròn non lá non nữa, nên bứng lúc đó khi mà mình làm phôi đem về mình vô chậu nó bắn tược rất là mạnh. Đó là trường hợp cây phôi ha. Thì những trường hợp lá me như thế này thì các bạn cũng có thể xử lý theo như cách chúng mình hướng dẫn sau. Và thứ hai là những cái trường hợp mà cây mai mà bạn đem về bạn ghép ghép nó ra lá me nè, trước mắt các bạn là cái cây này ghép ra lá me nè ha. Mình thấy cái lá đầu nó ra lá me ha, sau này nó mới bự bự rồi nè ha. Thì cái hiện tượng này cũng vậy, hiện tượng này là cái cây mai nó không đủ nhựa ha. Cây mai nó không đủ nhựa mà các bạn đè bạn ghép nó nè. Có nhiều bạn á, cây khi mà làm cây phôi về á, trồng vô chậu á, nó mới ra được tàn lá hơi hơi à, mà nè ghép rồi các bạn, hoặc là về ghép liền á, hoặc gì đem phôi về ghép liền á, thì mình nói cái vấn đề mà ghép liền là mình năm ăn năm thua rồi lắm các bạn ha. Nếu mà cây mai nó trữ nhựa nhiều á thì mình ghép vô á, thì nó sung liền. Còn nếu mà cây mai nó trữ nhựa ít á, bạn ghép vô là nó ra lá me như thế này nè ha. Lá me như này là rất là khắc phục khó lắm các bạn, và thời gian rất là lâu ha. Có thể là không khắc phục được luôn. Tuy là ghép dính hết nha các bạn, ghép dính hết nhưng mà nó ra lá me nha các bạn, không phải không dính đâu. Cây này cái hoành nó tới năm 4 mấy gần 50 các bạn. Và cái hiện tượng mà lá me như thế này nữa là cái hiện tượng do nấm trong chất trồng. Trời ơi, nấm trong chất trồng nha các bạn, đặc biệt là mình xài chất trồng có chấu sống nè, nó dễ sinh nấm lắm. Đó, thì cái cây này do nấm trong chất trồng. Thì mình có tưới cái thằng Ridomingon này ha. Mình nói thêm có trường hợp thứ tư nữa, trường hợp ngoài nấm là nhiều loại nấm nha các bạn ha. Nhiều loại nấm nó gây ra hiện tượng lá me, thì bạn biết nấm nó sẽ làm cho cái bộ rễ của mình nó teo tóp, bộ rễ mình nó hư, nó không hút được dinh dưỡng và nước, nên cái cây này... Rồi bạn biết là nấm trong chất trồng là nó nhiều loại nấm nha các bạn, chứ không phải là một loại nấm đâu. Mình đã có sử dụng cái thằng Ridomingon này mình tưới rồi,
nhưng không diệt được nấm đó ha. Gimengol này không phải là diệt được hết các loại nấm đâu. Và cái trường hợp thứ tư là cái trường hợp mà các bạn thay chậu nè, động rễ cây mai của mình nè, thì bạn biết cây đã đang sinh trưởng da lá non trò non như thế này nè, bạn thay chậu ha, là bạn thay một mớ chất trồng á, thay một phần chất trồng á, thì sẽ làm khựng cây, cây nó ra lá mè. Tại bạn biết cây nó đang, cái bộ rễ nó đang hút nước và dinh dưỡng, nó đang cái quy trình như vậy, mà bạn động cái nó thì bộ rễ nó hư liền. Bộ rễ nó hư liền thì nó cũng sẽ ra cái tình trạng lá me như thế này ha các bạn. Nên mình nói khi mà các bạn muốn làm cái gì cây mai á, thì các bạn phải để cho lúc mà cây mai nó không có lá non tròn non. Và nếu mà làm chắc cú nhất á, thì các bạn nên lặt lá hết đi rồi làm ha. Đó nha, phải cái lúc mà không có lá non tròn non, cây nó không ra lá non tròn non, và làm thì nếu mà an toàn thì lặt lá hết ha. Thì mình muốn thay chậu và thay chắc trồng gì thì cây nó không có xì. Thì làm gì động tới dễ thì phải làm xong thì phải tưới kích rễ liền. Có nhiều bạn hỏi tưới kích rễ mấy ngày sau tưới là tưới liền, mà nó tưới liền các bạn, tưới Atonit hoặc là tưới N3M liền cho mình nha các bạn. Thì tưới chỉ cần 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau là 10 đến 15 ngày là được rồi. Đừng tưới nhiều quá, tưới nhiều quá ngộ độc nó ngộ độc thêm các bạn. Và cái thứ năm là nhiều bạn bón phân dồn dọc. Nó nhiều nguyên nhân lá me lắm, nói chung là đa số bón phân dồn dọc nó gây trái rễ. Trái rễ nó cũng ra lá me, có nghĩa là cái bộ rễ mà nó không hấp thu được nước và dinh dưỡng thì nó sẽ, cây nó sẽ ra lá me thôi, đó là đương nhiên nha các bạn. Rồi vấn đề thêm nữa là thấy bắt đầu bị nhiễm độc ha, nhiễm độc nguồn nước, nhiễm độc những cái chất trong chất trồng ha, nó cũng còn có nhiều nguyên nhân phụ nữa, nhưng mà mình sẽ nói bây giờ khắc phục nè. Thì đây mình có một ba phát khắc phục. Thì các bạn sử dụng cho mình Riomengol này tưới cho mình. Nếu mà tưới cái này mà hai lần cách nhau mà khoảng 10 ngày thì các bạn thấy không cải thiện á, thì các bạn không tưới nữa nha các bạn. Thì thằng Riomengol này bạn tưới cho cây phôi ấy, mình nói tưới cho cây phôi nha, thì tưới cho 2g trong lít nước thôi. Có nhiều bạn tưới thằng này nhiều quá, thằng này nhiều quá nó cũng gây độc cho cây nha các bạn, nó gây chết cây đó nha các bạn, không phải ấy đâu, cái nào cũng đúng liều thôi. 2g trong lít nước thôi tưới. Còn những cái cây mà trưởng thành, những cây mà tàn lá mà lớn á, thì có thể là áp dụng chế độ 3g. Đó, nếu mà làm thằng này hai lần cách nhau 10 đến 15 ngày mà không có hiệu quả thì các bạn chuyển qua cho mình cái thằng này Amigen. Tại vì thằng Amigen này nó nó giải độc cho cây, giải độc chất. Vì mình không tìm ra được cái nguyên nhân của cái cây nó bị gì, bị nấm hay bị ngộ độc hay bị rối loạn sinh trưởng đó. Ha, thì đó là sinh trưởng nó cũng ra lá me. Thì cái mục đích Amigen này là để mình lấy lại cái sự cân bằng dinh dưỡng nha các bạn. Thằng Amigen này thì tưới vô nó sẽ giải độc chất, những cái chất độc, những cái chất mà dư thừa của phân bón, những cái dư lượng thuốc trừ sâu trừ bệnh cũng vậy luôn nha các bạn. Thằng Amigen đã làm điều đó. Và đặc biệt thêm là khi mà bạn tưới Amigen này là không được bón phân nha các bạn, phải để cho 10 ngày sau hoặc là 15 ngày sau mới bón thì nó an toàn hơn nha các bạn. Rồi, đó là hai cái phương pháp. Cái phương pháp thứ ba các bạn có thể khắc phục bằng cái thằng vôi này nè. Thì nếu mà bạn tưới Amigen mà không có hiệu quả nữa, tưới Amigen mà không có hiệu quả nữa thì các bạn mua cho mình thằng vôi tinh vôi 98 này nè. Thì cây này mình vừa bón cái thằng vôi 98 nè, ha, bạn thấy là nó cải thiện liền, thì chứng tỏ là cái cây này nó bị lá me là do nấm ha. Thằng vôi này vô nó sát khuẩn trị nấm, mà nguyên nhân nấm ở đây là nấm do chấu sống nè các bạn ha. Cây này lúc trước mình để trong mát quá, mình nói phôi thì các bạn đừng để trong mát quá các bạn ha, để phải chỗ nắng vừa phải, đừng có nắng quá thôi, chứ mà để trong mát quá thì nó dễ sinh nấm bệnh nha các bạn ha. Nhất là cây phôi á, nhiều bạn mình thấy bứng cây phôi về để trong mát quá là không được các bạn ha. Phải để chỗ có nắng và thông thoáng nha các bạn, để cách xa nhau. Thì cái thằng vôi này các bạn có thể bón với cái liều là này gấp đôi mức bón phân. Ví dụ như cái chậu đó bằng bón phân là 3g, thì bạn bón vôi này bạn bón cho mình 5g đến 6g. Còn nếu pha nước thì pha nước tưới giống như tưới phân vậy đó, mà cái liều lượng là khoảng 3g đến 4g cho một lít nước vôi này các bạn ha. Vôi này cũng hại, đừng có bón nhiều nha các bạn, bón nào đúng liều thôi. Các bạn cứ bón vô cả đống là không có được các bạn ha. Đó là những cái phương pháp khắc phục cái cây mai bị lá me.
mình khắc phục từ từ các bạn. Ví dụ mình khắc phục ba cái loại nãy giờ mình nói á, nếu mà loại này không hiệu quả ha, rồi không hiệu quả thì mình chuyển qua cái loại này ha các bạn. Rồi nếu không hiệu quả mình chuyển qua vôi 98, tại vì mình không phải là nhà khoa học, mình có kính hiển vi mình coi được cái cây của mình nó bị nấm gì ha, bị nguyên nhân gì, nên mình áp dụng cho một lần là được. Cái này mình kiếm mình mò ha, mình mò thì mình thử hết cái này tới cái kia, cây còn cây mình nó bị cái gì, nó hợp với cái gì ha, thì nó mới hết được cái hiện tượng lá me ha. Bạn thấy này dây lá nó ra bắt đầu bự ha, đọt non ra rất là nhiều. Thì đối với những cái cây mai mà nó đang phục hồi như thế này nè, không các bạn không được ha, bấm đọt hay là tỉa tàn hay là lặt lá gì hết các bạn, để cho tàn lá nó càng ngày càng nhiều để cây nó quang hợp ha, nó tổng hợp chữ nhựa nha các bạn ha. Có nhiều bạn thấy mới ra lá được vậy mà con xả lại là cây nó si luôn nha các bạn ha, nó ra lá bự như thế này phải mừng nha các bạn, để nó càng nhiều nó càng tốt, nó mau sung lại. Tại vì mình biết á, cây mà sung là nhờ chữ nhựa, mà cây muốn có chữ nhựa thì phải nhờ lá quang hợp và hô hấp ha, cái đó là quy luật các bạn nên nhớ nha các bạn. Nói lại là cái cây muốn sung á, cái cây muốn sung, muốn lá nhiều, tàn lá nhiều, lá bự, thì cái cây đó là sao, là phải nhựa nhiều. Nhựa nhiều thì bộ rễ nó phải khỏe nha bạn, bộ rễ nó không khỏe, bộ rễ nó bị nấm, là bị nhiễm độc, là bị tiến trùng, hoặc là bị cái vấn đề về bón phân, bị trái rễ này đó. Nói chung là bạn phải làm sao mà cho bộ rễ nó hồi phục, nó khỏe các bạn, thì nó khỏe như vậy thì nó mới hút dinh dưỡng vào nước để nó cung cấp cho cây. Từ đó hả, nó cộng thêm là lá này nó quang hợp và nó hô hấp để nó tạo chữ nhựa cho thân ha. Cây mà sung thì chữ nhựa nó nhiều, cây nó mới sung ha. Cây mà chữ nhựa ít thì không bao giờ sung được hết giáo. Đó quy luật nha các bạn. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn ha. Thì mình nói lại là vôi 98 này các bạn có thể tưới hai lần thôi nha các bạn, hay là cách nhau là 15 ngày là được rồi. Thằng nên lạm dụng quá, thằng Abidomingol cũng vậy, tưới hai lần thôi, mỗi lần cách nhau 15 ngày. Thằng Abigen cũng vậy, tưới hai lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày thôi. Thì mình làm hết cái này mà không thấy hiệu quả thì mình chuyển qua cái kia. Ví dụ như bạn tưới Abigen không thấy không hiệu quả thì bạn chuyển qua thằng vôi 98 ha các bạn. Mình phải linh động trong cái việc mà khắc phục cái cây mai lá me ha các bạn. Rồi thôi, video tới đây xin xin tạm dừng. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.